Liam mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Liam Shop. Hôm nay Liam về một thùng hàng cũng khá là lớn rồi các bạn. Bây giờ Liam sẽ khui cái thùng hàng này và đưa hàng lên shop của Liam trên Shopee nha. Cái thùng hàng này Liam đặt cũng khá là gần, tại vì có cái máy quay ở trên này đặt khá gần luôn. Nên các bạn nếu mà nó có gần quá hoặc là nó có mờ quá thì các bạn cũng cố gắng theo dõi nha. Cái thùng hàng này rất là lớn rồi các bạn. Và Liam đã đặt được một tuần rồi. Nay hàng về này. Hàng này rất là nhiều món nha, không biết là rõ không để Liam nhìn thử, tại vì cái máy quay đặt ở trên cao đó các bạn. Rồi đây, đầu tiên thì Liam sẽ review cho các bạn cái loại sổ cân này ha. Đây cái sổ cân nó bì phía ngoài là bì nhựa và có cái nút bấm như thế này nha các bạn, và mặt trước thì như này là các bạn có thể thay ruột được luôn. Cái loại này là thay ruột được ha. Cái cầm này mình có thể mình bật ra và mình gắn vô trong mấy cái lỗ người ta đục sẵn rồi các bạn. Rồi thì em sẽ review các tông màu ha. Tông màu tím nè, tông hồng, tông màu xanh ngọc, tông màu trắng nâu. Các tông màu này nha. Còn thì em sẽ review tiếp những món khác ở trong thùng nha. Tiếp theo là hộp 100 tấm sticker lấp lánh. Đây các bạn, tông hồng nè, có tông màu tím nè, hộp 180 sticker lấp lánh ha. Rồi các bạn đang móc khóa, các bạn trang trí sổ hoặc là các bạn dán trang trí ở trên tủ móc khóa hoặc là ốp lưng điện thoại đều rất là đẹp ha. Đợt này Liam về giá rất là mềm ha, em sẽ đưa lên shop và đường link ở trong phần mô tả cho các bạn vào các bạn xem nha. Thì em sẽ lấy hết luôn ha. Đợt này em về nhiều nè các bạn, về tổng là 30 hộp ha. Cái mẫu này shop em các bạn cũng đặt khá là nhiều. 180 sticker lấp lánh ha, các bạn vào shop của Liam các bạn gõ từ khóa là hộp 180 sticker lấp lánh thì sẽ ra cái mẫu này nha. Tiếp theo thì Liam sẽ review các bạn cái mẫu gương mini các bạn. Đây là gương mini. Để Liam quay vào này. Gương mini gương tròn ha, gương tròn mini. Cái mặt sau nó có cái hình này nha. Thì Liam nghĩ là mỗi bạn gái chúng ta thì ai cũng nên có trong túi một cái gương mini ha, để khi cần thì mình có thể mình lấy ra mình soi hoặc là mình xem thử là khuôn mặt mình đã được chưa ha. Nên nhiều khi mình trang điểm mà mình cần á các bạn, rồi mình son môi cái gương mini mình giúp chúng ta chỉnh chu hơn ha. Rồi đây gương mini nha các bạn, nhỏ nhỏ xinh xinh cầm được trong lòng bàn tay này các bạn, tròn. Rồi tiếp theo là cuộn washi tape. Đây các bạn, washi tape nó có mấy cái hình này nè, mình lấy gấu trúc. Thì hiện tại các cái món đồ hot trend thì nó đang ở trên là đi gấu trúc này, đang đang này các bạn. Và cái bé này là bé thì Liam cũng quên nhưng mà cũng đang rất là hot này các bạn. Đây nè. Một cuộn như thế này là 50 miếng rồi các bạn. Một cuộn như thế này là tem, 50 miếng tem này. Để em lấy ra hết không? Rồi tiếp theo là cuốn album. Đây các bạn, đợt này em về cái cuốn album mẫu mới này. Và mẫu này rất là dày nha, bên trong nó ruột dày này các bạn. Mẫu này mẫu mới. Nhìn cái hình nó lạ ha. Đây các bạn, màu rất là xinh đây các bạn. Em vừa tới 30 cái cho nên là nó có rất là nhiều mẫu luôn. Thì các bạn xem ở trên video
Liam khui, Liam review thế này. Nếu mà các bạn thích á, mẫu nào thì các bạn có thể chụp hình và gửi Liam để Liam lấy đúng mẫu cho các bạn ha. Có nhiều món, nó nhiều mẫu quá, thành ra Liam không có kịp chụp và up lên trên shop ha. Đây. Nói trời nhiều món luôn, nhiều hình ha. Đây các bạn. Đặc biệt là cái mẫu này là cái mẫu dây nha các bạn. Đây các bạn, mẫu dây này. Còn hai cùng tem thì em lấy luôn ha. Và cuối cùng là em sẽ review cho các bạn hộp 108 sticker. Thì em cũng hết hàng khá là lâu rồi, bây giờ hàng về cái loại hộp 108 sticker này. Có nhiều bạn hỏi đi em là khi nào về cái mẫu này ha. Thì nhà đi em sẽ review, đi em review trước là cái hộp màu tím nha. Đây, cái hộp màu tím là hình Kurumi, hình mấy Kurumi ha. Và hình Mochi, những bé gái cũng tông tím luôn. Tông tím thì có Kurumi và có những hình bé gái như thế này ha. Em để ra ngoài cho nó rộng. Rồi tiếp theo là hộp tông màu hồng. Đây các bạn, hộp tông hồng thì có hình bé gái như thế này ha. Và đây, hình các cô gái. Đây các bạn, màu sắc rất là dễ thương. 108 sticker nha. Em có các mẫu này, nếu các bạn thích mẫu nào thì các bạn có thể chụp và các bạn gửi cho Liam ha. Đây, hình công chúa này, hình công chúa này các bạn. Đây, 108 nó chạy qua ha, đây, nó chạy qua nè. Trong quá trình vận chuyển nó chạy qua ha. Đây, em lấy cùng mẫu này, đây các bạn. Hình công chúa ha, công chúa baby nè. Và mẫu này là mẫu hỗn hợp nè, hình bé gái rồi gấu thỏ nè các bạn. Đây là gấu dâu nè các bạn, gấu dâu Lasso. Đây, chỗ này nó cũng chạy qua nè, để lên chạy qua ha, đó, chạy qua nè. Còn một tím là Kurumi nè. Được này, về mấy cái hộp sticker 108 rất là xinh nè các bạn. Còn các bạn nào hỏi hộp 108 sticker là bên đây hàng về các bạn đặt nha. Liam cũng đã review hết tất cả các món hàng ở trong thùng. Bây giờ thì Liam xin kết thúc video vui hàng ở đây ha. Liam cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video nha. Nếu các bạn thấy thích những video vui hàng của Liam thì các bạn hãy cho Liam một like. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất từ Liam Shop nha. Bye bye các bạn.